Kim Soo Hyun và Kim Ji Won được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình sau thành công của Queen of Cheer. Cặp đôi để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng không hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm. Mới đây nhất thì cư dân mạng tiếp tục tìm ra bằng chứng hai người đang dành nhiều thời gian hẹn hò với nhau. Với đôi mắt của vợ, netizen soi được Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đều có vết cháy nắng hình chữ V trên tay, giống như bị cháy theo hình dáng của găng tay dùng trong môn golf và cưỡi ngựa. Việc trạch nữ mê ở nhà có tiếng như Kim Ji Won bất ngờ có làn da cháy nắng làm dân tình cho rằng cô đã dành thời gian ra ngoài hẹn hò và chơi golf hoặc cưỡi ngựa cùng với Kim Soo Hyun. Netizen cho rằng không thể có chuyện trùng hợp như vậy, nhất là khi Kim Ji Won là trạch nữ thích ở nhà có tiếng. Đây tiếp tục là bằng chứng tiếp theo cho một loạt những hình hẹn hò đã được cư dân mạng khui ra trước đó. Các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hà phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.